Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 3 tháng 10, Viện Phát triển Doanh nghiệp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre và Công ty Cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho trên 40 doanh nghiệp hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phó giáo sư tiến sĩ Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre hướng dẫn các quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là quá trình xác định và theo dõi nguồn gốc của một sản phẩm từ khâu nguyên liệu sản xuất cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Qua việc truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng có thể biết được thông tin về quá trình sản xuất, chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm. Hướng dẫn này cung cấp thông tin về quy định pháp luật liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm như các quy định về việc đánh dấu, ghi nhãn và lưu trữ thông tin sản phẩm. Các đại biểu tham gia tập huấn nghe ông Phạm Minh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam giới thiệu giải pháp truy xuất nguồn gốc True Data. Đây là giải pháp hội tụ tất cả công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như RFID, AI, Blockchain, có khả năng truy vết từng công đoạn trong sản xuất và trong quá trình lưu hành trên thị trường cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Đây là công cụ hữu hiệu trong việc bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng và tăng sức mạnh cạnh tranh cho sản phẩm và hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, Công ty Cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam cũng đã ra quyết định thành lập văn phòng đại diện tỉnh Bến Tre tại địa chỉ số 491 ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Văn phòng đại diện tại Bến Tre sẽ là cơ sở để Công ty Cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam tiếp cận và phục vụ khách hàng tại khu vực này. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho khách hàng khi có một địa điểm để liên hệ trực tiếp, mà còn cho phép công ty nắm bắt nhanh chóng được thông tin và nhu cầu của khách hàng trong khu vực này, từ đó lên kế hoạch tư vấn hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường của công ty và khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực công nghệ truy xuất nguồn gốc. Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng Miền Nam Cục Sở hữu Trí tuệ đã cung cấp cho đại biểu về quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, cũng như quản trị và khai thác tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp. Bảo hộ tài sản trí tuệ cung cấp cho các doanh nghiệp một cơ chế bảo vệ để đảm bảo rằng công sức và ý tưởng của họ không bị sao chép hoặc sử dụng trái phép. Điều này giúp tạo ra một môi trường công bằng và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Chương trình đã mang lại những kiến thức và kỹ năng quan trọng về nâng cao năng lực cạnh tranh và áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc và quản lý tài sản trí tuệ trong hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp hợp tác xã tại Bến Tre. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đã tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú, Đại tá Võ Thanh Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Đào Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đến dự. Tại buổi đối thoại, cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các xã thị trấn tập trung thảo luận nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung như việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác sẵn sàng chiến đấu và diễn tập các phương án, công tác quản lý lực lượng dự bị động viên, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, công tác tuyển quân, chế độ chính sách cho các lực lượng, các nội dung liên quan đến kinh phí huấn luyện, kinh phí hoạt động của ngành. Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Võ Thanh Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú và các xã thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phản ánh một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quân sự quốc phòng tại địa phương. Sau hội nghị này, cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các địa phương cần phát huy những kết quả ưu điểm nổi bật, chủ động sáng tạo, năng động để giải quyết các bất cập vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2024, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư huyện ủy Chợ Lách Đặng Văn Thanh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Anh Linh đã có buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Vĩnh Hòa. Đến dự có Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trần Văn Đếm. Tại buổi đối thoại, nhân dân xã Vĩnh Hòa phấn khởi trước những kết quả huyện đạt được trong 9 tháng năm 2024, đồng thời có 8 lượt ý kiến kiến nghị. Ngoài ra, trước buổi tiếp xúc, Ban Nhân dân huyện ủy đã ghi nhận được 6 ý kiến kiến nghị của bà con liên quan đến các vấn đề như phát triển cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa đê bao, việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật, triển khai quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với người cao tuổi, người khuyết tật gặp khó khăn, tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ phụ nữ ấp, đảm bảo an toàn thực phẩm trước cổng trường, hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp,
dự án xây dựng đập dầm mơn để ngăn mặn, kết nối thị trường đầu ra sản phẩm, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo, hướng dẫn tạo điều kiện để người dân được tham quan học hỏi nhiều mô hình về du lịch cộng đồng. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Vĩnh Hòa được Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng ghi nhận giải trình, nêu bật vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc lắng nghe lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị, thời gian qua dưới sự lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ đạt được kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, kịp thời phát hiện loại trừ nguy cơ cháy nổ, sự cố tai nạn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bám sát các nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu đề ra, kịp thời tham mưu cụ thể hóa thực hiện các chủ trương chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã hướng dẫn hơn 300 cơ quan doanh nghiệp đăng ký xây dựng, giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2024, tổ chức 71 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng, với gần 4.500 người tham dự, hướng dẫn củng cố kiện toàn 953 đội dân phòng với trên 10.500 đội viên, gần 2.600 đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở với trên 17.600 đội viên và 3 đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành với 58 đội viên. Phát động củng cố nhân rộng 655 tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy và 170 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tham mưu lãnh đạo các cấp tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024 và chọn một đội tuyển tham gia vòng khu vực do Bộ Công an tổ chức. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Trong quý 1 và quý 2 năm 2024, hoạt động đã thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, giáo viên, công nhân, lực lượng vũ trang và người dân cùng trải nghiệm. Công tác kiểm tra hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn được đơn vị duy trì thường xuyên và có sự tăng cường vào các giai đoạn cao điểm lễ Tết, thời điểm diễn ra các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước tại địa phương. Trong 9 tháng qua, đơn vị đã xây dựng 263 phương án chữa cháy, 102 phương án cứu nạn cứu hộ, tổ chức thực tập 72 phương án chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm cháy nổ, 7 phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao, 86 phương án cứu nạn cứu hộ, xuất 68 lượt xe chữa cháy, 2 lượt cano, 481 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, các sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay và tương lai.